mình có đẹp primer không ta? Dạ, em bỏ rồi. Em bỏ rồi hả? Đeo luôn hả? Dạ, em đeo. Đeo luôn nha. Chịu chơi luôn nè. Dạ. Màu vàng rất là dễ thương ha. Màu dễ thương lắm. Màu vàng nhẹ. Nhẹ nhàng thôi ha. Không, mình giữ cho bột ở chính giữa nè, cái móng nè. Nhẹ nhàng thôi, ôm nó vô. Vì đây á, mình sẽ cho cái clear nên là mình sẽ cho cái màu vàng bột màu của mình á, dừ có màu thôi, mình không có cần dày lắm. Vì lát nữa là mình sẽ lót một lớp bột clear thật là mỏng nha. Vì mình sẽ làm những cái kim tuyến lớn này nè. Mình không có làm dày quá, khi mà làm dày quá lát nữa mình lót bột clear lên á là nó sẽ dày đúng không? Mình chỉ cần đi một lớp thật là mỏng vừa đủ màu thôi. Hai Thanh Trúc Nguyễn nha. Hello. Hello. Nguyễn, Caro Nguyễn. Hai chị Nga Thăng. Đó. Giờ thời tiết Cali nắng ấm lắm. Thời tiết dễ chịu. Đó, mình sẽ nhẹ nhàng. Đây là những cái shape mà của học viên làm nha. Học viên dán xong cái móng rồi. Ơi, chị đang làm live. Hi Andy Ngô. Kêu qua smile qua chỉnh giùm chị cái camera coi. Thấy không? Cho chị mượn cái bộ bột clear được không? Cho chị mượn cái bột clear đi. Hai Trang Lê. Rõ chưa? Rồi, mọi người thấy có rõ chưa? Mọi người thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Và đây là những cái màu mà học sinh mít mà rất là dễ thương ha. Màu dễ thương lắm. Hai Trương. Mít ha. Có chữ C á. Đúng rồi, đây là clear ha. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu nè bột clear vào đây. Đúng không? Sau đó mình sẽ dùng cây cọ của mình và mình lấy những cái kim tuyến của mình muốn nè. Thấy không? Mình ấn nhẹ vào đây, mình chỉ cần cho vào đây thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Mình cho vài cái thôi. Đây là những, vì hôm nay mình sẽ đi theo cái tông màu vàng ha. Nên là mình sẽ đi cái màu gold nè. Gold kim tuyến và mình sử dụng một chút xíu kim tuyến màu vàng. Đúng không? Bây giờ mình, khi mà lớp bột clear ở dưới và những kim tuyến á, mình sắp xếp mình vừa ý ở đó, mình sẽ đi một lớp bột clear thật là mỏng nha. Vì cái bột hồi nãy á, màu vàng mình đi rất là nhẹ và rất là mỏng, nên là mình sẽ phủ một lớp bột clear cho nó hơi medium một chút xíu. Vì nếu mà mỏng quá mình sẽ không cover được những cái kim tuyến của mình có ha. Nên tại sao hồi nãy là Christine cố gắng đi cái màu vàng cho nó thật là mỏng thôi. Vì lát nữa là mình sẽ có nhiều cái chỗ space và khi mà mình apply cái clear, bột clear lên á, cover những cái kim tuyến này nó sẽ không có bị dày. Và những cái kim tuyến của mình nó sẽ chắc chắn 100% là sẽ cover tất cả nha. Mình vuốt thật là nhẹ nhàng thôi. Thật là nhẹ nhàng, mình vuốt cho nó đều ha. Rất là dễ thương nè. Hai Kevin Bùi, hai Phương Quỳnh, hai Philip Phùng nha. Hai Queen Lady. Màu vàng rất là nhẹ nhàng và mình sẽ kế tiếp khi mà mình sẽ phối màu cho cái màu vàng của mình làm sao show up hơn nha. Mình sẽ kết hợp với cái màu hơi và blender. Đó. Đây là cái màu và blender. Ở dưới thượng. Đó, mình sẽ nhẹ nhàng ha. Mình sẽ đi cái màu ombre. Lát nữa là mình sẽ cái lớp thứ hai của mình á, ombre của mình sẽ là màu vàng nha. Mình sẽ cho cái phần nối của ombre thật là mỏng thôi. Đó, cho nó thật là mỏng thôi.
mình sẽ vuốt hai bên ha, nhẹ nhàng. Mình sẽ giữ cho bột phần ở chính giữa nó hơi dày một chút xíu, hai bên sẽ làm mỏng. Hi, chào mọi người nha. Hôm nay là cái ngày cuối sẽ diễn ra demo show của công ty Just Nail, và các bạn ở gần đây thì có thể là họ đến để mà mua supply nha. Hi Esmeralda, hi Nguyễn Trang. Và mình sẽ lắp một lớp bột kia màu vàng. Mình sẽ đi màu vàng nha. Mình sẽ đi ombre. Màu vàng số 2 này nằm trong collection là 15 màu nha. Rất là nhẹ nhàng. Hai Hoàng Kiều, Kim Thổ Phương, tên đẹp quá. Hai Ma Béo là, hai Lê Viết Định, hai Hạnh Eo là. Chào mọi người nha. Christine đang ở chỗ demo show của Just Nail, công ty Just Nail, và hôm nay cũng là ngày cuối của lớp học nha. Mình sẽ nhẹ nhàng thôi ha, vì cái liquid đó nó cũng chưa có quen thời tiết, nên là thường á, cái ngón đầu tiên mình hơi bị bỡ ngỡ, nhưng mà khi mà qua ngón thứ hai là mình sẽ biết được nó khô chậm hay là khô nhanh ha. Mình sẽ nhẹ nhàng mình chỉnh lại cái phần khiếu đi cột của mình, vì cái bột của mình á, nó chưa có hẳn là khô lắm. Mình sẽ tách nó ra ha, không có cho nó dính lên bột, dính lên cái khiếu đi cột. Đây là bàn tay 5 ngón, mà 5 ngón 5 xếp xinh xinh nha. Hai chị Phương Lê, hai Tú Chân, hai Tô Tuấn Thanh, hai Jason, hai Rose Ngô, hai Trần Nguyễn. Chào mọi người, chào buổi sáng nha. Và đây là cái ngón ốm mình của học sinh nha. Làm dáng rất là chuẩn và lấy xếp rất là đều. Christine chỉ là để bột lên thôi là được rồi. Và cái ngón này là mình sẽ đi cái màu white nha. Không, mình sẽ giữ nó nằm ở trong, mình khoan chuốt ở chính giữa. Tùy theo cách mà mình sắp xếp, vì hôm nay là mình sẽ đi tông vàng, mà tông vàng hơi nhẹ thôi đó. Mình sẽ kết hợp với những cái màu thật là nhẹ nhàng nha. Món này là mình sẽ không để kim tuyến,
nên á mình sẽ để cho cái bộ cái bột á là nó sẽ đủ cái độ dày. Lỗi chừng lỗi Lê Viết Định à, bột just nail rất là ít khi dính bột nha, không có dính bột nha, rất là dễ đắp. Đúng không? Móng tròn mình nhẹ nhàng dùng thân cỏ ha, dùng thân cỏ để mà cắt những cái phần bột dư, khi mà cắt xong thì phải vuốt lại một lần nữa nha. Đó, lúc này là mình sẽ kiểm tra bề ngang hoặc là bề đầu móng, đúng không, để cho coi nó đủ dày hay không, và với lại tùy theo là cái người khách của mình nó muốn dày hay mỏng nữa. Màu dễ thương không? Đó, màu vàng ha, rất là ngọt. Quan trọng là cách phối màu của mình thôi. Đó, và ngón này là mình sẽ đi màu ombre. Đây là cái màu blender rất là nhẹ ha, màu rất là dễ thương. Đó, mình sẽ làm ombre nha. Và cái đường nối này chắc chắn phải mỏng, vì cái màu này á, cái màu vàng của mình rất là nhẹ, nếu mà mình đi không có đủ mỏng là mình sẽ không cover được ha, đúng không? Đó, mình sẽ đi thật là mỏng nhất có thể. Hi Kim Huy Nguyễn, hello. Hi Hoàng Kiều, Kim Thổ Phương là nhắn tin cho Christine ha, hoặc là bạn có thể vào justnail.com ở trên trang website á, là mình sẽ có cái đó, mình sẽ có những cái bột hay là supply hay là đầu dũa hay là cây cỏ như của Justnail nha, để Christine pin cái đó lên cho các bạn nha. Hoặc là các bạn có thắc mắc gì á, cứ nhắn cho Christine nha. Hai Thôn Nhị Nhân, Hoàng Kiều, Kim Thổ, hiện tại là Justnail chưa có class, chưa có lớp ở bên New York nha. Hi Tiffany Tú. Khỏe không mọi người? Hôm nay là hả? Có busy không nè? Nếu mà mình đi một cục cảm thấy hơi khó khăn, mình có thể đi hai cái ha. Vì thực sự á, cái đi một cục hay là hai cục, cái cách mà mình đi, mình vuốt cũng giống nhau thôi. Để Christine cho cái số phone ha, và cái trang web để cho các bạn order nha. Đó, màu rất là dễ thương nè. Sau đó mình sẽ design một chút xíu nha. Hai Chung Trần, lát nữa là Christine sẽ design bông nha. Có bông luôn nha. Hay vẫn cả ngày hả Tony? Ok, bữa em có lạnh như vậy không? Có hôm mua. Oh, thank you em thích Tony Tú nha. Hai chung tiền hai quan lạnh. Tôi sẽ đăng cái website Justnail và pin cho mọi người thấy nha. Yeah.
626 678 6988 nha. Hai lục phan. À, khi mà làm xong cây cỏ mình phải vuốt cho nó giữ xếp nha, chứ không có bỏ bê nó được. Mình phải chăm sóc nó thì nó mới last long với mình được nha. Mình phải rửa sạch cây cỏ và mình vuốt lại cái xếp cho cây cỏ của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị làm cái bông nè. Để chị làm cái gì? Và mình sẽ giữ những cái màu này lại để mà mình làm cái bông 3D cho khách nha. Đây là cái bàn tay của học sinh. Đây là những cái shape này, những cái shape này là của học sinh làm nha. Học sinh chỉ là đắp bột lên đó. Hai Lộc Phan, hai Jessica. Hai cô này nêu trung lý, Christine đang làm demo ở trường, tại trường Asian America Beauty College ở trên đường Westminster nha. Bây giờ Christine đang ở trong cái lớp học nè, nên là nó hơi ồn một chút xíu. Đây là những cái ngón tay, bàn tay của cái học sinh nha. Học sinh làm những cái shape này đó, rất là đẹp, chuẩn quá. Giờ Christine chỉ là đắp bột thôi nha, đắp bột và lên cái design thôi. Mình chỉ cần vuốt sơ thôi ha. Đây là cái shape của học sinh đã lấy rồi. À, và Christine khi mà đi bột á, là không có vuốt ra ngoài nhiều ha. Mình sẽ giữ shape cho cái móng này nên là nó không có bị mất shape quá. Và mình lấy về rất là nhẹ nhàng đúng không? Hôm nay sẽ là ngày cuối của workshop nha. Hai chị Lo Nguyễn, hai Dung Nguyễn. Mình cố gắng hạn chế cho cái bột rớt xuống dưới ha. Đúng không? Rất là hạn chế. Hai chị Phương Lê, ok chị, mấy cái kim tuyến này đúng không? Chị nhắn tin cho em đi ha, để có gì em làm order cho chị. Hai Fiona, hai em. Đây mình nhẹ nhàng ha. À, nhớ bài học không? Mình nối 5 với 6 và mình sẽ dụa 432 thẳng ra ha. Nhẹ nhàng thôi, là cái người khách của mình không có đau ha. Mọi thứ đi thật là nhẹ nhàng. Đây là cái móng square của học sinh nha. Rất là dễ thương và rất là đều ha. Phi Nguyễn, trường nào hả? Trường Asian Beauty. Đợi chút nha, lát nữa thì xin sẽ đánh cái trường, tên trường cho mọi người nha. Sắp rồi nha, thêm Mì Nguyễn hai em. Trường Asian America Beauty College. Yeah, ở trên đường Westminster. Giúp chị đánh lên đi. Yeah. Hai anh Kevin, hai Huy Trần, hai Mùi Quấn, hai chị Family, hai Hậu Huỳnh. À, màu rất là nhẹ nhàng, dễ thương nha. Đây là cái màu số 2. Số 2 này nằm trong collection là 15 màu ha. Và cái màu số
cái màu tím này cũng nằm trong collection của Ombre luôn. À, hai cái màu này mình sẽ phối hợp với nhau ha. Hai Eric Lâm, hai Nguyễn Thị Ấn. Hai, chào mọi người nha. À, chị kêu ai, ai biểu ai giới thiệu với chị là Hậu ta. À, nên giờ chị kêu Hậu luôn rồi. Hai đó Liên Nguyễn. Ok luôn, địa điểm show demo nha. Tôi xin sẽ pin lên cho mọi người thấy ha. Địa điểm demo show tại trường Asian American International Beauty School. Hello. Hi, chị gọi từ đâu ạ? Ôi chị ơi, lát em gọi lại chị được không? Em đang làm live á. Nha, em đang busy ha. Bye bye chị đây. Mình nhẹ nhàng thôi ha, mình dụ cho nó thẳng thôi, rất là nhẹ nhàng ha. Mình không có dụ, cần dụ nhiều vì á, mình sẽ lấy xếp trước khi mình đắp bột. Và khi mà mình đắp bột xong á, khi mà mình trong lúc mình đắp bột á, mình phải cố gắng mình dụ sau nó không có bị mất xếp. Nên đến khi mà mình làm á, nó sẽ hết mình rất là nhiều ha. Mình sẽ không có mất thời gian về cái xếp, vì mình càng dụ nhiều á thì độ dài ngắn của những ngón tay của mình á, nó sẽ không có đều nhau, đúng không? Đây là bàn tay 5 ngón mỗi kiểu nha. Vì trong lớp này mình sẽ học cái 5 xếp này nha. Lấy sao để cho nó chuẩn 10 ngón ra 9 ngón giống nhau. Yêu cầu là 10 ngón phải 9 ngón mới được nha. Giờ mình chỉ cần dụ khíu đi cồ nữa là xong nha. Mặt móng mình cũng đã mịn rồi ha. À, nên mình chỉ cần dụa sơ qua thôi, mọi thứ everything đều ok. Mình chỉ cần dụa sơ qua cuticle thôi. Vì cái cuticle lúc nãy là khi mà mình làm á, mình cũng đã chăm sóc nó rồi, nó cũng không có leo lên da hoặc là nó cao quá, dày quá. Cái cuticle muốn cho nó chuẩn bước á, mình phải để cái bột nó sẽ nằm dưới cái dòng cuticle nha, chứ nó không có nằm cao hơn cái dòng cuticle. Như vậy á, là cái bột của mình á, cuticle mình sẽ bị dày nha. Hai anh đi Trần, hai Vân Trần, hai Quỳnh Hương nha, hai em. Thấy không, nó sẽ nằm dưới da cuticle. Có số 3 của Deep ở đây không? Có số 3, dạ không chị. Ở bên kia chị hỏi thử em giùm em đi. Thấy không, mình sẽ nhẹ nhàng thôi, mình không có cần dụ sát quá. Tại vì hồi nãy là mình vừa cắt một cọng tóc, đúng không? Nè, cái da mình, cuticle của mình nó sẽ nằm dưới cái da. Và các phần mà mình làm ombre á, mình đã làm mịn rồi, mình không có cần dụ tới nha. Hai chị Phương Lê, cây đầu dũa này có nha, chị nhắn tin cho em nha. Hai Hoàng Triều, Kim Thổ Phương, cây cỏ Christine đắp là cỏ số 14 nha. Cỏ số 14, phải không? 16 chị. Cỏ số 16 nha, đây là cái cỏ số 16 nha. Đây là cái cỏ của học sinh. À, rất là dễ đắp ha, số 14 và 16 mình cũng có thể xài được nha. Những quan trọng là cây cỏ của mình nó giữ nước. À, và nó mềm, nó mịn, nó có sức là mình sẽ giúp được cái bột của mình ha. Hai chị Linh Đỗ, hai Hiếu Chị à, khỏe không người đẹp? Đây rất là dễ dụ ha, nhẹ nhàng thôi. Vì cái diamond này á, nếu mà mình dụ mà càng dụ nhiều á, cái tay của người khách càng nóng nha. Nhưng nên đối với những cái đầu dũa này mình cũng nên cẩn thận một chút xíu ha. Mình tránh hạn chế, mình dũa đi dũa lại, mình chỉ dũa khoảng vài lần là được, đừng có dũa nhiều quá. Còn nếu mà không, mình phải sử dụng những cái đầu dũa có khuê đó, mệt lên nó sẽ không có bị nóng ha.
ai Phi Nguyễn muốn ra mua bột nail supply có nha. Hiện tại là còn set là 15 màu với là 40 màu nha. Có buffer không? Không cần cũng được, không cần. Dùng cây này để clean sạch những cái bột còn bám và sau đó mình sẽ design sơn khóc sơn treo nha. Đó, clean rất là sạch đúng không? Hai Nathan Nguyễn, hai em, hai Linh Bùi. Okay, mình sẽ design nha. Cho chị mượn cái máy treo đi. Máy treo. Màu đẹp quá. Mình sẽ làm lá cho cái bông của mình nha. Làm lá. Có một cái màu trắng đi. Đây là những cái màu có trong set là 40 màu ha. 40 màu, 50 màu nha. Đây là những cái màu bột mà mình sẽ có trong cái đó. Mình sẽ thêm một chút xíu màu nút. Đây mình sẽ design cái 3D. Đây có không? Có, đây mình cũng có con dao cắt bột đây. À, đây là cái con dao cắt bột nha, mình sẽ dùng để cắt lá. Thank you em Steven Tôn, hai chị Chiêu Nguyễn. Em cũng vậy nha, hai em Jason. Mình sẽ cắt lá nha. Món này màu trắng nên là mình sẽ đi cái 3D nha. Khi mà mình làm xong á, mình luôn luôn là vuốt cho nó xếp nha. Mình sẽ giữ cây cọ của mình vì á, cây cọ 3D đối với mình á, cái độ nhọn rất là quan trọng. Luôn luôn làm xong mình phải giữ cho cây cọ của mình nó có một cái hình dạng cũng giống như cây cọ đắp bột như vậy đó. Nếu mà mình không giữ như vậy á, từ từ thành thói quen nó sẽ bị hở nè.
Mình sẽ đi tùy thích ha, mình sẽ đi lái trước, sau đó là mình sẽ sắp xếp theo cái cánh bông của mình nha. Vì nếu mà mình suy nghĩ trước mình sẽ đi cánh bông như thế nào thì cái lá của mình nó lát nữa là mình rất là khó sắp xếp. Vì bây giờ là cô xin đang sắp xếp cho cái lá của mình trước nha. Bạn ha, là mọi người sẽ thấy rõ cánh bông mình hơn nè. Mọi người thấy rõ không? Khó thấy đúng không? Mình sẽ bẻ thêm nó một chút nữa. À, chắc bây giờ là thấy ok đó. Đây, rõ lắm rồi đấy. Rất là rõ nha. Đó, bây giờ là cái bông của mình rất là rõ nha. Đó, rõ từng chi tiết. Có hai Mi Nguyễn, hai Thiên Giôn, hai Loan Võ. Bây giờ mình sẽ đi cái bông nha. Hôm nay thì mình tuy là cái bông của mình á, cái tay của mình nó là nó màu này ha. Có thể là mình sẽ làm cái bông màu vàng. Mình sẽ đi làm cái bông màu vàng nha. Mình sẽ khác màu trước khi mình làm cái bông cho cái người khách của mình nha. Rất là dễ thương ha, màu cho cái bông của mình rất là dễ thương nè. Chị Hà Trần, hello hai. Mình sẽ lực một con một cái ha. Mọi thứ nó đều nằm trong khuôn khổ nha. Vì nếu mà cái bông của mình á mà nó hơi bị dày ra ngoài thì nó nhìn nó sẽ không có đẹp đúng không? Nên nó mình sẽ cố gắng làm sao để cho cái bông của mình nó sẽ nằm gọn cho cái ngón tay của mình á. Nên là những cái bông của Christine làm sẽ không có làm trước, và mình sẽ làm tùy theo cái tay của thiết kế tay của người khách nữa. Vì nếu mà mình làm trước á, những cái bông này á, nó sẽ hạn chế về cái diện tích đó, và nó sẽ không có ôm theo cái móng tay thiệt của người khách ha. Vì khách á, nhiều khi mình làm cái bột á, thì nhiều khi nó cong, nhiều khi nó flat đúng không đó, nên nó sẽ không có một cái nào gọi là nhất định hết á. Nên là mình sẽ cách tốt nhất á, muốn cho bông nó nhìn nó tự nhiên hơn thì mình sẽ làm đến khi mà mình đã thiết kế xong cái tay khách rồi mình mới bắt đầu làm cái bông ha. Dễ thương quá.
Châu Trị, Châu Đỗ. Đó, mọi người khỏe không? À, Christine đang ở Demoso và có workshop ở bên Sanana Westminster nha. Anh chợ nào gần á, thì tới mua supply, ủng hộ Christine nha. Mình sẽ đưa tất cả những hàng thôi. Dạ, thank you chị Châu Đỗ nha. Hai Linh Si, hai Vân Nguyễn, hai Thái Nguyên. À, đây là màu bột của Just Nail ha. À, mình có thể làm dùng 3D luôn nè. Mình sẽ cho cái nhụy nó hơi lớn một chút xíu. Xíu ha, vì cái bông của mình nó đã lớn rồi, nếu mà mình cho nhụy nhỏ quá thì mình sẽ không thấy cái nhụy của mình đó, nên là cái xin sẽ cho cái nhụy hơi lớn một chút xíu nha. Đây mọi người nhìn thấy không, rất là tự nhiên ha. Đó, mình sẽ phối hợp những màu này với nhau. Ok, và bây giờ là cái xin sẽ vẽ một chút xíu nha. Mình sẽ phối làm sao để cho cái bộ nail của mình nó ra hài hòa một chút xíu nè. Mình sẽ vẽ cái màu trắng nha. Mình sẽ vẽ những cái line work màu trắng. Thank you anh. À, giờ mình phải phối làm sao để cho cái bộ nail của mình nó hài hòa ha. À, đối với cái bộ design này á, là mình sẽ không có vẽ màu đen được. Vì á, khi mà mình vẽ cái màu đen vào á, là cái bông của mình nó sẽ bị mất liền. Vì cái màu đen nó rất là nổi. Nên nếu mà mình vẽ màu đen, mình chỉ thấy màu đen thôi. Nhìn vô chỉ thấy màu đen thôi chứ không thấy màu gì hết. Nên là bây giờ mình sẽ quyết định là vẽ màu trắng. Thank you.
màu đen, cái màu trắng và màu đen của mình nó sẽ không có đậm quá và không có lỏng quá, đúng không? Cái này rất là vừa ha. Cái này là cái hàng mà chị xin năng thép á, nhưng mà nó rất là work rồi, màu rất là đậm. À, mở máy chưa? Khi mà mình vẽ mình phải đưa gần chút xíu. Mình sẽ xây cái camera của mình gần chút xíu nha. Mình vẽ những cái design đơn giản thôi, vì cái tay của người khách đã có cái bông rồi. Bên lẹ vậy. Khi mình vẽ những cái line work á, muốn cho những cái đường link của mình mỏng á hay là mịn á, mình sẽ đi một lớp top trước nha. Mình sẽ sơn top trước. Vì á, nhiều khi á, mình dũa cái mặt móng của mình không có mịn, hoặc là nó có những cái hột á, tuy là cái mắt thường không thấy, nhưng mà đến khi mà mình vẽ là nó sẽ show up tất cả nha. Nên là mình sẽ sơn một lớp top trước, thật là mỏng thôi. Nên khi mà mình làm ra cái bộ nail á, muốn cho nó hài hòa với nhau, phải tùy theo cái màu sắc và mình tùy theo cái design để mà mình phối nó như thế nào. Mình sẽ vẽ một cái gì đó thật là đơn giản thôi, không có quá cầu kỳ ha. Tôi xin có cái này vẽ cũng rất là hay. Cái này lâu lắm rồi không có vẽ ha. Mình sẽ vẽ lại. Nó hơi khó vẽ một chút xíu, nhưng mà có thể là đơn giản nhất đi ha. Chị ơi, mua cơm hả? Ừ. Em đếm kỹ bao nhiêu người nha em.
đây mình sẽ từ từ mình vẽ nha, vẽ sai mình vẽ lại nha. Chị không ăn, cho chị xin miếng thịt được rồi. Vì khi mà mình vẽ line thuốc á, mình cũng hơi picky một chút xíu ha. Những cái đường line nếu mà nó không đều hoặc là cái khoảng cách nó cũng không đều á, mình cũng chùi đi vào vẽ. Cho vào máy nha. Đó, thế là mình đã thiết kế xong một bộ nail đơn giản. Bây giờ là mình sẽ thêm một chút đính đá. Nó hay đi chung đính đá, không biết sao thích đá lắm. Không có đá chịu không nổi. Luôn luôn phải có đai mình đi chung. Nó dở ra tự nhiên á, cái design của mình thiết kế là như mình đã cố gắng là cho thêm cái đai mình vào nha. Trong ba lô chị á, ba lô chị để đếp cùng đen á, bên trong nó biết chỗ nào. Chị Hoa Nguyễn ha. Và mình sẽ sơn mát. Bộ design này mình sẽ keep mát nha. Đó, Christine là keep mát thôi. Dễ thương quá. Cái màu dễ thương quá. Yeah, để vô ha. Hai chân chân. Giờ Christine sẽ cho đính đá và thêm một chút xíu cái này nữa. Đây là những cái diamond mình có của Chanel ha, trong lớp size Chanel. Màu rất là bóng nha, cái diamond mình rất là sáng. Và nó sẽ hết được cho mình là last long 3 tuần luôn nha. Mình sẽ sử dụng một chút xíu glue. Lại đây có glue nha. Đó, mình sử dụng một chút xíu giấy ha. Và đây là cái chai glue của Chanel nè. Đó, mình sử dụng một chút xíu glue. Cái glue của Chanel á, khi mà mình sử dụng dán cái glue cái diamond á, rất là last long ha. Không mở được. Lấy cái kìm. Thank you.
Đi mượn, đi mượn cái chung coi, coi chung. Có chung. Có chung. Có chung. Mình sẽ sử dụng một chút xíu nha. Giờ mình sẽ gánh đá nè. Thấy không? Đó, cái design của mình đơn giản thôi. Đây. Rất là đơn giản nha, bộ nail ngắn ngắn. Bộ nail gọi là 5 ngón 5 màu, 5 kiểu. Ở nãy em nói quán gì quán hương hả? Quê hương, quán hương. Ở hương. Trên đường Bô Xá. Đường Bô Xá luôn, ăn là đó ngon hơn nha. Quê hương. Ừ, cơm tấm quê hương. Cái bên lục định ký, trong khu lục định ký trên đường Bô Xà gần ông à, gần á. Gần thầy Đan Nhiều Phú nha, kế bên Đan Nhiều Phú, kế bên chợ Tam Biên, gần chỗ mì gõ, kế bên luôn, gần mì gõ cũng được. Có phải cháo Tam Biên không? Dạ đúng rồi, chỗ đó đó chị. Xin chào chị. Dạ, tiệm em ở bên LA á chị. Bữa nay mình chạy chậm chạy 45 phút. Dạ, 45 phút. Chạy xe chết luôn. Dạ. Đông không? Có đông không? Dạ, cũng đông chị. Dạ. Dạ, đông. Có 20 không? Chưa gần. Chị hoảng, em hoảng quá. Em đẩy nó cái rụp luôn. Hai bi trần, hai lít sơ nguyện, hai bi đi đá hai chị. Màu ngắn ngắn dễ thương quá, đúng rồi, ngắn dễ thương lắm. Dạ đúng rồi. Với lại đây có cái đặc biệt, mọi người có thấy cái gì khác không? Đó. Mỗi ngón là mỗi shape khác nhau nha. Đây mình chỉ cần design như vậy thôi đúng không? Mình không có cần nhiều nha. Và cái ngón này mình sẽ đi thêm một cái diamond hàng thật là nhỏ đây thôi. Mình sẽ đi lòn xung ở chính giữa những cái đường line. Đây mình sẽ đi như vậy nè. Cái đó là do cách mình thiết kế cho những cái bộ nail của mình á, thêm hấp dẫn. Đúng không? Khi mà đi vậy á, vì cái design của mình á, cái ngón kia mình là mình đã có những cái hộp nhỏ rồi, nên á mình để cho cái time design của mình á thêm nó thêm gọi là nó together á, nó đi chung với nhau, nên á mình sẽ cho những cái viên diamond vào đây nữa ha, những cái hộp bi á màu vàng á mình sẽ cho vào đây nên nó sẽ đi match với nhau. Thường là mình sẽ đi cái màu trước, sau đó thì mình sẽ thiết kế cái design sau ha. Sớm đó, bà lấy cái đưa cái bằng cho người đó. Chim mì đi rồi, chim mì đi rồi. Ừ, kêu Smile ký tên đi, kêu Smile ký hết những cái bằng đi. Còn chim mì không biết ký, chim mì đi rồi nhưng mà Smile chưa có ký bằng á, kêu Smile ký cái bằng cái. Thank you.
là dễ thương đúng không? Mình sẽ đi từ từ nữa. Nhỏ nhỏ gọn gọn. Mình sẽ sử dụng hộp diamond số 4 nha. Nên là khi mà mình design á, đã nói tới design á, cái diamond của mình phải đủ size. Vì tùy theo cái trường hợp và vì tùy theo cái ngón tay của người khách và mình sẽ sử dụng những cái diamond này. Trong chest nail là cô xin có lựa ra những cái size á, rất là chuẩn ha, số 12, số 10, số 8, số 6 và số 4. Rất là tiện lợi khi mà anh chị có những cái size đầy đủ này á, mình rất là dễ làm cái design ha. Và cái ngón này mình sẽ thêm một chút xíu diamond ha. Mình sẽ nhấc nhẹ những cái viên này vào trong cái glue á, mình nhúng nhẹ vào glue ha. Rất là dễ thương quá đi à. Cho vào viên đó vào đây nha. Tiệm glue á là nó có một cái khó cái là nếu mà mình gắn vô á mình xé ra không được, khi mà nó đã dính là nó đã dính luôn nên rất là khó, nó đòi hỏi là mình phải nhắm đâu chúng đó là mình không có được sửa. Đó, thank you em Uyên, dễ thương quá. Hai chừng mình nói là mình mới kêu mình dễ thương chơi. Mình sẽ thiết kế cho diamond đầy diamond luôn nha. Tại vì chị mình nhớ tại vì cái đó đánh hơn mình rồi, cái gì nhỏ mình biết mình đi ra những mình bỏ lên đó luôn thì nó ok.
và cũng tùy theo trường hợp nữa. Biết tại sao không? Vì cái trường hợp bây giờ Christine đang dùng đó là Christine sân mát, đúng không? Dạ đúng rồi. Sân mát nên là Christine sẽ phải sử dụng cách này. Còn nếu mà mình làm top á thì mình có thể là mình sơn cái kia gummy gel xong á là mình phủ một lớp top lên, đúng không? Còn cái này mình không thể nào mình sơn làm gummy gel lên mình phủ một lớp mát nữa. Và tới khi mà mình phủ top, mình chấm đai, mình giấy lắp, mình làm sao sơn mát nữa, đúng không? Nên mình phải làm tới đâu mình tính tới đó. Đa số những cái ngón cái mình sẽ design làm sao cho nó đơn giản thôi. Không, mình không có cần design nó nhiều quá. Vì á, mình sẽ tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm tiền cho cái người khách của mình. Nếu mà người khách yêu cầu thì mình vẫn cứ làm ha. Bên Christine là hai chú xì Lai Quang Hồ đang live stream á. Mình có thể về share vào cái trang cá nhân của mình và mình có thể coi và share cho bạn bè coi ha. Khi mà mình làm cái glue á, nếu mà nó mình làm không có ngay á, mình chùi rất là khó. Và nó rất là bị hao thịt diamond. Dạ. Khi nào có móng nhọn tụi em sẽ làm like, sẽ báo. Dạ. Dạ. Khi mà có mọi thứ là tụi em sẽ làm like ha. Làm like và báo mọi người. Nhiều khi á em hứa rồi em quên. Đã busy quá. Dạ. Bây giờ chiều nay 5 giờ chiều là final phải. Dạ, chiều nay 5 giờ là final ha. Mấy giờ chị bay? 8 giờ chị bay, giờ chị phải chạy ra lot. Dạ. Ok, bây giờ mọi người thấy không? Cái bộ design mà Christine đã thiết kế xong ha. Bây giờ là Christine sẽ chụp hình cho mọi người thấy. Mình sẽ thấy mình rõ nét hơn nữa. Đợi chút nha. Khoan đẩy, để nó khô đã. À, bây giờ là Christine sẽ chụp hình nha. Chị, sao vậy? Phải đi về em có gian người ta đó. Vậy bây giờ tới sân bay. Ok. Ta chở. Bây giờ nào đó. Cảm ơn chị nhiều. Bye bye nha. See you nha. Đựng đá là tôi xin mua ở Nail Supply nha. Ở trên Nail Supply có nha. Hai anh Phan Nguyễn, hai là con là Tôm. Mình sẽ cho lông tròn vào đây. Đây. Đó.
giờ mình sẽ quay cho mọi người thấy nha. Đây là cái tay của người model. Thả lỏng nha, thả lỏng nha, thật là lỏng, thả lỏng nhất có thể. Đây là mình nhấp vậy đi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, để vậy nha. Đúng rồi đó, quá tốt, quá tuyệt vời. Đây ha, mọi người thấy rõ không? Đây, bây giờ là cô xin đã xong cái design ha, rất là dễ thương nè. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người lát nữa là cô xin sẽ làm thêm một cái like nha. Bye bye mọi người.